quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Dân tình ngán ngẩm với bộ sưu tập Trái tim của Thúy Vân, khi nào sẽ kết thúc? Mới đây, Á hậu Thúy Vân thông báo sẽ ra mắt ca khúc mới mang tên Trái tim lưu ly. Kể từ khi thông báo sẽ hướng sang mảng ca hát, Thúy Vân đã rất chăm chỉ ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, ca khúc mới này của cô đã nhận về ý kiến trái chiều mặc dù còn chưa được trình làng. Theo đó, netizen cảm thấy ngán ngẩm, thậm chí là khó chịu khi Thúy Vân vẫn tiếp tục series Trái tim và chưa thấy có dấu hiệu dừng lại. Trước đó cô debut với ca khúc Trái tim yêu thương và vừa kết thúc quảng bá bài hát Trái tim yếu đuối. Không rõ mục đích đặt tên bài hát của nàng Á hậu quốc tế, nhưng có thể thấy cô đã mất điểm dần trong mắt khán giả. Một số bình luận của netizen: làm suốt thấy hơi chán rồi, không biết chỉ còn bao nhiêu trái tim nữa đây. Chắc còn trái tim sắt đá nữa là đủ hết combo rồi đó. Chúc mê chị lắm, mà từ lúc chuyển sang ca hát cứ thấy quá đà sau đó. Thúy Vân nên ngừng ra nhạc một thời gian để cải thiện giọng hát đã nhé. Á hậu Thúy Vân từng nhận được rất nhiều sự ủng hộ khi ra mắt sản phẩm đầu tay là Trái tim yêu thương. Ca khúc này của Thúy Vân được cho là nhắc đến khoảng thời gian cô tham gia cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2019. Trong MV, cô mời những gương mặt quen thuộc là Hoa hậu Khánh Vân và siêu mẫu Vũ Thu Phương. Dù Thúy Vân vẫn tiếp tục đầu tư cho những đứa con tinh thần, nhưng khán giả lại mong cô có thể chuyển hướng khác thay vì tiếp tục chuỗi Trái tim nhàm chán. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.